Đây nha cả nhà. Bây giờ mày vô mày đấu xu đi. Mày đứa ra hết rồi kìa, mà sao chưa thấy xu đâu hết. Ra hết rồi con, mà sao mày chưa không thấy xu nè. Trời ơi cả nhà, tùm lum người bên kia hết rồi mà không thấy xu đâu hết. À vậy là chắc là xu đi về rồi đó, mình đi dọc đâu đâu mày kiếm xung quanh thì thấy xu không? Không thấy. Hả? Có thử xu của người góc nào không? Đâu tiên nữ. Vậy là xu về rồi, xu đi dọc theo cái đường đi về rồi đó, thôi mình đi lên để đón xu luôn. Đó thì chắc là xu là đi dọc cái đường nào về rồi cả nhà. Thôi để bây giờ mình với mẹ sẽ đi coi thử là có xu không, rồi đón xu về luôn nha. Xu ra cái đường này là cái đường mà bữa giờ mình đón xu mà mẹ. Ừ em nó đi dọc cái chỗ đây là nó hay đi trên lề này con. Mẹ đúng rồi, con nghĩ là ở trên cái đường này thôi chứ không có đi đường nào được hết á. Đường này có một đường về cho mấy. Đường về rồi là cái tự tiện đi về hả? Kỳ lạ thiệt chứ. Đây đây để chạy ngang qua thử đây được coi. Để chắc em đi trên lề này thôi chứ không có máy lo xe đâu. Đâu? Mày nhìn được ơi, mày nhìn vào đây đi, con nhìn vào đây được coi, thấy không? Thấy xu không? Vẫn chưa thấy mày ơi. Trời ơi cả nha. Cả nha. Trường của xu quá, bây giờ còn lát đá có mấy người, mấy học sinh kìa cả nha. Đó. Mình nhìn kỹ rồi mà đâu thấy ai đâu. Con đâu thấy xu đâu mẹ. Đường hồ Văn Thụ á. À đường hồ Văn Thụ, đường về nhà mình đó là em mới đi thẳng con đường lên. Dạ đúng, chắc vậy đúng rồi đó. Cứ đi lung tung vậy là chết đi chứ. Trường của xu quá, bây giờ còn lát đá có mấy người, mấy học sinh kìa cả nhà. Đó, mình nhìn kỹ rồi mà đâu thấy ai đâu. Con đâu thấy xu đâu mẹ. Đường Hồ Văn Thụ á. À đường Hồ Văn Thụ, đường về nhà mình đó là em mới đi thẳng con đường lên. Dạ đúng, chắc vậy đúng rồi đó. Cứ đi lung tung vậy là chết đi chứ. Mày sao xu có điện thoại, mày sao xu không gọi nhờ? Tại vì chắc tự đi về rồi để cho mẹ với con biết á. Ờ giỏi đó. Đây. Ôi chú cha như xu kìa cả nhà ơi. Đây. Mua cái tấm gì vậy?
Ê mẹ ơi, trời ơi, cả nhà mang cái gì về kìa cả nhà. Trời ơi, mang cái bạn tới xui xí sọ mày mang cái gì vậy? Mua cái gì đây? Đi mua gà rán. Gà rán hả? Tự đi về vậy hả? Xong trời mày lên mày đón mày bảo đi về vậy con? Hả? Học như thế này mà sao lên mà đón không thấy ai? Càng hàng ghê nha, ghé mua gà rán rồi về chắc gì chạy đâu á. Cả nhà, cô nè cái bọc luôn nè. Tao đưa mày ăn về. Đưa mày ăn về nha. Thôi đi về. Trời ơi, hên là sau này là gọi điện mẹ lên mà đón nghe, được đi về mình nha con nha. Hên là Su là đi đúng cái đường mà mình hay chở Su về á cả nhà. Nên năm ra là tìm ra. Đi lên lề, đi trên lề chứ. Tính là Su giỏi hay mẹ ơi. Đi trên lề đâu dám đi giữa đường đâu. Thôi bây giờ để mình đi về rồi mình xem nữa là Su mua cái gì luôn nha. Ok. Con cha lớn rồi cả nhà, bây giờ nói mình là bây giờ Su lớn rồi nên năm ra là Su muốn thể hiện với mẹ Su đi học là Su tự đi về. Bông ra đây. Ôi trời, bông ra đánh Su kìa, đổ Su kìa Su. Đây, rồi đi vô anh coi thử nay mua cái gì. Giỏi ghê cả nhà, đi học về mà còn mua quà cho em bông nữa nè. Rồi, Su cho Su chào ba đi. Đó, Su chào ba đi học về. Đó, thì cả nhà mình. Đó, hôm nay Su giỏi lắm ba, Su tự đi học về luôn đó ba. Rồi, thôi Su ngồi xuống. Rồi, Su ngồi xuống đây. Đây cả nhà, để mình xem nữa là hôm nay Su mua cái gì nha. Đó, Su mua cái gì mày, Su ngồi xuống, bông. Bông là đây bông coi nè, bông coi là chị Su mua cái gì nè. Đó, cả nhà thấy không? Thích. Trời ơi, hai cái đùi gà luôn. Mua gà rán hả? Trời ơi, giỏi, chắc chắn là tiền hồi trưa á, mình cho á, cho có cái rồi đi mua luôn nè. Lần sau anh dặn nè, bây giờ để anh cho ăn nhưng mà anh dặn nè. Lần sau mà Su đi học á, là Su phải tự đi. Tôi học mà Su mà có về, Su phải lấy điện thoại để Su gọi chứ. Su gọi cho mẹ là mẹ ơi, hôm nay là con đi tự đi học về chứ không có được tự đi học, được tự tiện đi dạy nữa nha. Anh nhắc một lần thôi đó, bữa sau nhớ cái điện thoại anh mua không? 12 rồi mắc á. Gọi. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho Su với Bông hai đứa ăn nha cả nhà. Chắc là hai đứa hôm nay học 5 tiết cũng mệt rồi. Đó, giỏi không các anh? Đó thì hôm nay mình cũng thông báo với cả nhà luôn là Su đã lên được cấp 3 rồi nha cả nhà. Đó là đã trở thành một cái cô nữ sinh rồi đó, không còn gọi là thiếu nhi như ngày xưa nữa đâu. Đó, thì Su chào cả nhà nha. Thì hẹn cả nhà ở clip tiếp theo. Ơi, nhận thư Su ơi. Ủa đây cái thư gì vậy con? Con biết ở học viện 20 gì gửi nè con. Học viện 20 rồi mẹ. Học viện 20 vậy là Su Su trúng tiền hả? Su trúng vô tiền đại học rồi. Phải không hay là cái đơn gì đây? Cái đơn học viện 20 cả nha. Quá. Trời ơi. Dạ, hình như trúng đại học rồi con. Cảm ơn con. Cảm ơn cho con nha. Đó. Đâu rồi, cái gì mẹ đâu, để đây, đứng coi. Ông chết. Đây cả nhà. Trường đại học học viện hàng không gửi cho Su xí sọ này nha cả nhà. Trời ơi, ghê chưa? Chúng tỷ nữa hả? Rồi, gái là bữa giờ đó. Chúng cha hôm nay chờ cái thư này về để coi. Từ từ, con luôn hả mẹ? Rồi mở con luôn, mở luôn, cái lại gì? Coi thì trong đây là cái thư gì đấy, tụi mà rung quá, nó không có mở ra được. Đây, vô, lấy ghế con. Rồi. Đây cả nhà, mẹ mình đang lấy thư này cả nhà. Mọi người hồi hộp quá, mình chờ hôm nay, chờ gần nửa tháng nay rồi nè. Đây, đây.